Nam mô Bụt Thầy, dạ con thành kính lãnh lễ đại đức pháp tính vừa quan tâm vào đạo tràng. Dạ con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ bây giờ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ cảm ơn rằng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ sa thủ đành thay Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Không biết ơn quý vị, dạ, xa thú, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, cái ở trong cái máy xe phone này chúng tôi chỉ biết xài gì thôi. Không biết là quý vị nghe được âm thanh rõ ha. Dạ. Vậy cảm ơn quý vị rất là nhiều. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Vậy thì hôm nay chúng ta tiếp tục học về 10 sợi dây trói buộc. 10 sợi dây trói buộc Dasa Sanyo Chana. Phật tử Nhật Quỳnh có thể ghi dùm chúng tôi 10 sợi dây trói buộc. 10 sợi dây trói buộc Sanyo Chana. Dạ cũng đánh chữ Sanyo Chana. Dạ, lên chữ lên cũng không thấy. Sân nhiều chán hát. Dạ, quý vị còn nghe, được âm thanh của chúng tôi hay không? Alo. Dạ, alo. 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 Dạ chúng con nghe mà sư rất là rõ, sư có nghe được âm thanh con không sư? Dạ chúng con nghe sư rõ lắm à. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ kính thưa đạo tràng, máy vi tính thì sư không vào được, sư vào bằng xe phone nên là sư không thấy được. Dạ Nam mô Bụt Thầy, dạ con thấy sư trở lại rồi. Dạ con cung thỉnh sư cầm mic ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ.
Sa thú lành thai. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Ok. Dạ, giống như hồi buổi trước giảng ở trong room buổi sáng, ngồi giảng khô cổ họng luôn, cuối cùng thì mới biết là mình bị rớt nét. À, lâu lắm rồi nó cũng quay lại cái trường hợp này. Dạ, bây giờ hôm nay chúng ta cũng vẫn còn học ở trong cái phần mà gọi là bất thiện yếu hiệp. Bất thiện yếu hiệp. Vậy thì cái bài học của chúng ta ngày hôm nay á, là 10 sợi dây trói buộc. Đá sát sang vô chá nát. Đá sát sang vô chá nát. Bất thiện yếu hiệp, nhưng mà mình ghi chữ phần, 10 sợi dây trói buộc chung nhà chung thôi ha. Đá xa xăng vô chá nát, đá xa chung thôi là mình phải ghi là bất thiện yếu hiệp mà phần 10 sợi dây trói buộc. Đến người ta tưởng là trong bất thiện yếu hiệp đó, nó chỉ có 10 sợi dây trói buộc thôi, người ta sẽ hiểu lầm nha quý vị. Xăng vô chá nát đó, xăng vô chá nát chữ xăng có chữ M có dấu chấm nặng ở dưới, có cái dấu nặng ở dưới chữ M đó, quý vị thấy không? Ngay chỗ cái ba ly này nè, khi mà cái chữ M mà có dấu nặng dưới đó, nếu mà nó đứng trước một cái phụ âm á, thì nó không có mắc cái dấu nặng đó. Nhưng mà nếu mà nó đứng trước một cái nguyên âm, ví dụ như không có cái chữ y dài, không có chữ giá đó, thì nó sẽ bị mất đi cái dấu chấm nặng đó. Cái lực sanh thí Bali là như vậy. Dạ, hôm nay chúng ta học cái phần này. Rồi, vậy thì bây giờ quý vị hoàn hỷ cho chúng tôi tín hiệu liên tục để biết được là mình còn ở trong lớp học hay là mình ra ngoài nha. Sa thú Nguyên Nhân. Bây giờ để đi vào phần thuyết giảng, chúng tôi xin được phép thành tâm làm lễ tâm bảo ông cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhiwa demi sokhato bhagavata thammo thammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho sankhang nammami lokassa nathang varamuttama hang buddhang chak thammang chak bhagavami sankhang. Đệ tử xin nghiêm tịnh, thân khẩu ý, tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thánh nữ. Cầu nguyện của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giáp. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về bất thiện yếu hiệp. Mà cái phần bất yếu hiệp này là đến cái bài học là 10 sợi dây trói buộc. 10 sợi dây trói buộc này thì hoặc là kêu là thập truyền cũng được, 10 sợi dây trói buộc cũng được, mà chúng tôi thích cái nghĩa dây trói buộc hơn. Dây trói buộc mình dễ hiểu, có nghĩa là mình bị trói buộc, mình bị trói buộc vào đâu, vào cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc này đó. Thành ra khi mà dùng cái dây trói buộc đó, mình dễ nhớ đó. Vậy thì cái sợi dây này nó nằm ở đâu, cái sợi dây này nó nằm ở đâu quý vị? Hàng ngày tâm của chúng ta tiếp xúc với cảnh, tâm của chúng ta có nghĩa là tâm nhãn thức hay là ý thức gì đó,
tâm của chúng ta tiếp xúc với cảnh thì nó sẽ sanh ra, ví dụ như là nó sẽ sanh ra là hoài nghi chối buộc, hoặc là ái dục chối buộc, hoặc là hữu ái chối buộc đó. Thì cái dây chối buộc nó là như vậy, tâm của chúng ta tiếp xúc với cảnh, nếu không khéo tu tập thì nó sanh ra những cái sợi dây chối buộc như vậy. Vậy thì cái sợi dây chối buộc là nó cột, nó buộc chúng sanh, nó buộc chúng ta nè, đừng nói chi chúng sanh cho nó xa. Mấy cái sợi dây này nó buộc chúng ta, nó buộc chúng ta ở trong cái cõi dục giới này, nó buộc chúng ta ở trong cái cõi sắc giới này, nó buộc chúng ta ở trong cái cõi vô sắc này. Đó, thành ra gọi là dây chối buộc cũng được, còn gọi là những cái pháp truyền hoặc là những cái pháp kiết sử thì nó cũng là ràng buộc, nó sai sử, nó ràng buộc mình, nó cũng vậy. Nhưng mà thường thường chúng tôi dùng cái dây chối buộc đó, thì chúng tôi nhớ hơn, dễ nhớ hơn quý vị. Hoặc là cái ắt cũng vậy, ắt phước đường cũng là cái điều này. Thì thì tại sao mà chúng ta bị chối buộc quý vị? Tại sao mà chúng ta bị chối buộc? Do chúng ta không khéo thu thúc, không khéo tu tập, thành ra chúng ta bị chối buộc. Rồi khi mà chúng ta không khéo đó không khéo ở trong cái ý nghĩa gì? Ở trong cái ý nghĩa là cái tâm của chúng ta đó, cái tâm của chúng ta đó, nó yếu quá, tâm lực, phải nói rằng là cái tâm lực của chúng ta nó rất là yếu. Thì Đức Phật mới đưa ra cái hình ảnh, cái hình ảnh của hai con chim á. Quý vị thấy rằng hai con chim á, nó bị cột chung bởi một cái sợi dây, mà nó không có gị đứt cái sợi dây, sợi chỉ được. Quý vị thấy bây giờ mình thấy người ta có hai con chim á, người ta sẽ lấy cái sợi chỉ, người ta cột hai cái chân nó lại, cột hai cái chân nó lại với nhau, thì nó không có thoát được cái sợi này. Là tại sao quý vị? Tại vì nó không có sức mạnh, nó không có sức mạnh, thành ra nó không làm đứt được cái sợi chỉ này. Tuy rằng mình thấy rằng cái sợi chỉ nó rất là mỏng, nhưng mà đối với con voi, đối với con voi khi mà nó bị xiềng, nó bị xiềng lại, bị xích cái chân nó lại bởi một cái sợi dây xích rất là lớn, nhưng mà đến chừng mà nó phát dục, hoặc là nó tức lên gì đó, nó sẽ bị đứt được cái sợi dây xích đó. Thì hai cái hình ảnh này đó, muốn nói lên là cái gì? Có nghĩa là chúng ta khi nào mà chúng ta chưa có bứt được cái sợi chỉ đó, thì là nguyên nhân tại sao? Tại tâm lực của chúng ta nó yếu, giống như hai con chim nó bị cột chung với nhau bởi một cái sợi chỉ, mà cái sức khỏe nó không có, cái sức nó quá yếu, thành ra nó không làm đứt được sợi chỉ. Còn đối với cái hình ảnh con voi á, bị xiềng xích như vậy, nhưng mà phá tung được cái xiềng xích đó là do đâu? Là do con voi nó có sức mạnh. Thì cũng vậy, đối với cái dòng sanh tử luân hồi này, mà chúng ta muốn mà phá bứt được chúng ta muốn phá bứt cái xiềng xích này á, thì là coi như là chúng ta phải có một cái sức mạnh. Mà sức mạnh ở đây á, có nghĩa là cái tâm lực của chúng ta tu tập, là chúng ta mới. Ở trong Pháp Cú Kinh đó, có một cái câu kệ nói rằng sắc cây gai trói buộc, người trí xem chưa bền, tham châu báu trang sức, tham vọng vợ và con. Thì cái trói buộc này mới thật sự là bền đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với những cái điều này, chúng ta phá nổi không? Không có phá nổi. Chúng ta không có phá nổi những cái tham, hoặc là những cái sân, nói chung là những cái phiền não này đó, những cái sợi dây này chúng ta rất là khó để mà chúng ta công phá nó được. Nó một cái sợi dây này phải nói rằng là giống như là một cái sợi dây vô hình vậy đó. Vậy thì ở trong cái dây trói buộc này để mà buộc chúng sanh
vào ở trong dòng sanh tử luân hồi á, thì nó có 10 sợi dây trói buộc. 10 sợi dây trói buộc mà chúng ta thường thường chúng ta ưa nghe chư tăng giảng là năm hạ phần kiết sử, năm thượng phần kiết sử đó. Đó, 10 cái sợi dây trói buộc này là thân kiến nè, thân kiến trói buộc nè, hoài nghi trói buộc nè, cấm trói buộc nè, tham dục trói buộc nè, phẫn ức trói buộc nè. Đó, rồi năm sợi dây nữa mà thuộc về thượng phần kiết sử là ái sắc trói buộc nè, ái vô sắc trói buộc nè, ngã mạn trói buộc nè, phóng dật trói buộc nè, nó vô minh trói buộc. Sao sao chồng Mỹ Ngọc sư kiếm chồng Mỹ Ngọc á, coi ở trên ngay chỗ cái mấy cái lo rồi á, đi lại dây điện giùm sư, quét dọn bụi giùm sư để mình sử dụng ha. Cắm dây điện rồi vô sẵn, mỗi lần sư lên sư tụng kinh nó sẽ chỉ cần bật công tắc cái sư cầm micro sư tụng thôi. Tại lúc này sư bị khang tiếng. Có cái cờ này Đức có giặt rồi hết không, tết rồi hết không? Có gì để mai con đi làm bố con xin nghỉ con làm thôi. Nói sư phong ha, nói sư phong coi cờ ở đâu kéo ra văn ở chùi chưa hết. Rồi vậy ha. Cảm ơn. Dạ xin lỗi quý vị ha, làm hơi phiền quý vị, mong quý vị đồng cảm. Có mình chúng tôi là năm nay phải nhờ đến mấy người cư sĩ làm, nhờ đến cư sĩ làm quý vị, đồng cảm giùm. Rồi vậy thì bây giờ lớp mình học chậm chậm đi, để quý vị nghe nói 10 sợi dây trói buộc, quý vị cũng không biết 10 sợi dây đó 10 sợi dây nào nữa. Rồi thôi bây giờ mình ghi 10 sợi dây trói buộc đó đi, 10 sợi dây trói buộc đó mình ghi theo qua năm hạ phần kiết sử với năm thượng phần kiết sử đi, thành ra cho chúng ta dễ nhớ, ghi như chúng ta dễ nhớ nha quý vị. Rồi thân kiến trói buộc, thân kiến trói buộc đi, một mà thân kiến trói buộc, hai là hoài nghi trói buộc. Bây giờ Phật tử Nhật Quỳnh hay là nhà thân kiến trói buộc nè, hoài nghi trói buộc nè, đó, giới cấm sai lạc trói buộc nè, đó nhà giới cấm sai lạc trói buộc, tham dục trói buộc, tham dục trói buộc, khoảng ức trói buộc, già và đắc, khoảng ức trói buộc, khoảng ức là sân á, khoảng ức trói buộc, rồi tiếp tục tới là ái sắc trói buộc, ái sắc trói buộc. Ái sắc trói buộc, ái vô sắc trói buộc, ái vô sắc trói buộc, ngã mạn trói buộc, ngã mạn trói buộc, ngã mạn trói buộc. Rồi phóng dật trói buộc, phóng dật trói buộc. Rồi cuối cùng là vô minh trói buộc. Đó thì như lúc đầu chúng cảm ơn Phật tử Nhật Quỳnh rất là nhiều, chép lên vậy đi rồi chúng ta dễ nhớ. Thì như lúc đầu chúng tôi đã nói ha, là 10 sợi dây trói buộc này nè, là nó ở đâu quý vị, nó ở đâu khi tâm của chúng ta, tâm thức của chúng ta đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý mà tiếp xúc với các cảnh,
Đó, rồi chúng ta không khéo tu tập, thành ra cái gì quý vị? Thành ra nó sanh lên cái sợi dây trói buộc này. À, nó sanh lên cái sợi dây trói buộc này. Đó, cũng như giờ quý vị thấy rằng không? Mình nhìn thí dụ như mình nhìn người ta, hoặc là mình nhìn cái mình nhìn một người ta, hoặc là mình nhìn cảnh, hoặc là mình nhìn nhà, hoặc là mình nhìn những cái phụ thuộc của đời sống này. Giờ mình nhìn cái mình thấy cái này không bằng nhà tôi đâu, nhà đẹp không bằng nhà tôi đâu. Đó thì nó cũng sanh lên cái vị ngã mạn trói buộc. Hoặc là bây giờ mình nhìn cái cảnh đó, mình nhìn cái nhà đó, hoặc là mình nhìn chiếc xe đó, hoặc là mình nhìn cái máy đó, mình thấy nó đẹp hơn. Mình sanh ra ái trói buộc, tham trói buộc đó. Tham trói buộc. Rồi bây giờ mình nhìn cảnh, mình nghe cái âm thanh đó, cũng như mình thấy mấy hôm nay đường internet nó cứ bị chập chờn hoài, mình nghe âm thanh mình thấy bực, mình thấy khó chịu, mình thấy rất là khó chịu, thì là phẫn ức trói buộc. Đó thì chúng ta nên nhớ rằng là khi tâm tiếp xúc với những cái cảnh này, rồi mình không có hộ trì được, thành ra nó sanh lên những cái trói buộc. Mà cái nếu mà mình sanh lên những cái thân kiến hoài nghi đồ vân vân, thì nó làm cho chúng ta bị cột trói lại, cột trói ở trong cái cõi người này, cột trói ở trong cái cõi người này. Thành ra quý vị thấy rằng đối với phàm phu của chúng ta đó, sanh đi sanh lại ở trong cõi dục hoặc là cõi sắc đồ kia, là do những cái trói buộc này chúng ta chưa có đoạn trừ được. Chúng ta chưa có đoạn trừ được. Chỉ có bậc thánh Tu Đà Hòa coi như là đoạn trừ được thân kiến hoài nghi với cấm thủ, mà đã thoát được bốn cái khổ cảnh. Bốn cái khổ cảnh có nghĩa là không có rơi vào những cái đường khổ đó. Vậy thì nói về 10 cái trói buộc này thì chúng ta thấy rằng mình ráng mình đọc. Quý vị đọc đi. Trước tiên là mình cứ thân kiến hoài nghi với cấm thủ nè, rồi tham nè, rồi sân nè, đó, rồi ái sắc, ái vô sắc, vô minh, ngã mạn, phóng dật. Đó, quý vị đọc như đọc thần chú vậy đó. Đọc như đọc thần chú vậy đó. Lâu ngày chúng ta thuộc. Rồi khi mà chúng ta thuộc rồi, bây giờ thí dụ như bây giờ quý vị đã thuộc rồi, bây giờ thân kiến trói buộc là có nghĩa là cái gì? Thân kiến trói buộc có nghĩa là cái gì? Trói buộc thì cái chữ cái danh từ trói buộc á, là quý vị đã nhớ rồi, nó cột mình dính trong cái dòng sanh tử luân hồi này, nó cột mình ở trong cái cõi dục giới này nè, cái cõi người nè, hoặc là cái cõi khổ nè, hoặc là những vị mà chư thiên dương rồi đó, nó cột mình, nó trói mình ở trong những cảnh giới đó. Tại vì là mình trở thành bậc thánh nhân nhưng mà không có được, do những cái sợi dây này nó còn nghị mình lại, nó còn cột mình lại đó. Cái chữ trói buộc đó, khi mà quý vị nói, quý vị nhớ cái trói buộc thì quý vị đặt câu hỏi liền: trói buộc ở đâu? Trói buộc trong cõi người, cõi trời đó, hoặc là cõi khổ đó. Chứ mình có nhiều người ta nói tôi đâu có thấy ai trói buộc tôi đâu, đâu có ai dây gì đâu cột mình lợi đó, thì mình không nên nghĩ như vậy đó. Vậy thì khi mà chúng ta cái chữ trói buộc rồi thì bắt đầu chúng ta mới tiếp. Vậy thì thân kiến trói buộc có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình cho rằng cái ngũ uẩn này là ta, là của ta. Nói chung là mình vướng vào, mình chấp vào cái ngũ uẩn này, mình chấp vào. Thí dụ như tôi, cái quan niệm của tôi là như vậy đó nha, cái tư tưởng của tôi là như vậy đó, tôi có kiến thức là như vậy đó, tôi có cái kiến thức là như vậy đó, tôi coi vậy chứ tôi cũng không có mập, cũng không có ốm, cũng không có cao quá, mà cũng không có thấp quá, tôi nhìn vô là được người gì đó. Thì những người mà người ta bị vướng vào
À, những cái đó cho thì gọi là thân kiến trói buộc. À, thân kiến trói buộc đó, nó chừng nào mà quý vị thấy cái này là bao gồm hết chúng sanh phàm phu là xào chung vô chảo này hết nó, quý vị thấy không? Hằng ngày quý vị thấy không, người ta luôn luôn người ta có quan niệm là những người nào mà người ta, những người nào mà người ta thuộc về cái, thí dụ như là có cái kiến thức ở trong xã hội thì người ta luôn luôn người ta cho người ta là gia đình tôi là gia giáo vậy đó nha, nho giáo vậy đó, rồi với cái phong tục, cái quan kiến, cái quan niệm của gia đình tôi là phải vậy đó. Nhất là quý vị thấy giờ Tết rồi đó, à, Tết rồi đó, đó nhiều gia đình người ta có những cái đủ cái chuyện hết đó, đó. Rồi vậy thì khi nào mà quý vị ngồi mà quý vị thấy cho rằng mình mập mình ốm, tôi không mập không ốm, cao không thấp, vừa được người, không có trắng quá mà cũng không đen quá này kia vân vân, nói chung là ngày chúng ta làm cái gì cũng vậy đó, nó cũng rơi vào thân kiến trói buộc hết, nó cũng rơi vào thân kiến trói buộc hết đó, thành ra nó rất là nguy hiểm đó. Thì khi mà chúng ta tu tập, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta thấy rằng đối với mấy cái uẩn này, năm uẩn này, nó do đất nước lửa gió, do cơm nước bánh trái, nó do duyên, do thời tiết vân vân, nó tạo thành, chứ không có tôi là cái gì trong đó. Nhiều khi mình đâu có muốn mình bệnh, hoặc là mình đâu có muốn mình gặp những cái cảnh phiền phức, nhưng mà do cái duyên, cái điều kiện nó đủ thì nó làm cho mình bị phức tạp, mình bị bất tội nguyện đó. Thành ra không có tôi gì ở trong đây hết đó. Vậy thì cái chi pháp là cái gì quý vị? Chi pháp của thân kiến chối buộc có nghĩa là sở hữu tà kiến sanh trong bốn tâm tham hợp tà. Mình có thể mình ghi là thân kiến chối buộc chi pháp, thân kiến chối buộc chi pháp, tâm sở tà kiến trong bốn tâm tham hợp tà đó. Quý vị mình nhớ được cái chi pháp là mấy mốt là quý vị chỉ cần nhìn cái bảng nêu là mình chạy, mình ra vòng vòng là mình tìm ra được hết, mình tìm ra được hết quý vị đó. Bây giờ á, bây giờ kế tiếp là hoài nghi chối buộc, hoài nghi chối buộc, hoài nghi chối buộc. Cái chữ chối buộc thì mình đã biết rồi, bây giờ cái chữ hoài nghi, cái danh từ hoài nghi, hoài nghi có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là phân vân, lưỡng lự, do dự, rồi có khi tin, có khi không tin đó. Thì cái trạng thái này gọi là hoài nghi đó. Nhưng mà chúng ta nhớ là ở đây là đang nói về hoài nghi pháp thực tính, hoài nghi pháp thực tính nha quý vị. Còn cái chuyện mà giờ mình ngồi suy nghĩ không biết lát có cúp điện không, lát nữa internet có hư không, thì cái hoài nghi đó mình phân vân lưỡng lự, không biết là chúng tôi ráng cố gắng giảng được hết giờ không, hay là giữa chừng internet nó hư rồi này kia, cái hoài nghi đó nó không có liên quan gì hết, nó không có liên quan gì hết đó. Cái hoài nghi mình được nói đến ở đây hoài nghi mà được nói đến ở đây á, có nghĩa là mình hoài nghi về Đức Phật, giáo pháp, chư tăng, hoài nghi về học giới, hoài nghi về quá khứ, vị lai, rồi quá khứ rồi vị lai luôn. Nó hoài nghi về lý duyên sinh, tam học giới định tuệ đó. Đó, chúng ta hoài nghi về cái điều này mình mới vừa học cái tuần vừa rồi. Chúng ta mới vừa học cái hoài nghi vừa rồi đó. Thì bây giờ á, cũng như là mình hoài nghi về học giới có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình không biết nói các chúng sanh được sanh về cõi trời đều do giữ giới, hay là được giàu sang, được đầy đủ tài sản bởi do cái sự giữ giới, mà mình không biết mình giữ giới nó có được an vui thiệt không đó. Thì
mình ngồi mình suy nghĩ như vậy đó là mình bị hoài nghi. Quý vị thấy rằng đó, ở trong cái đạo Phật của chúng ta đó, khi mà bao năm tháng nay quý vị tập, mà khi mà quý vị kiểm soát lại, chúng ta kiểm lại ở trong tâm mình tu tập là bao nhiêu năm nay, niềm tin mình nó có tăng trưởng không, mình có tính tăng trưởng không, hoài nghi mình có được giảm thiểu không. Đó thì tự mình kiểm chứng cho mình thì mình biết rằng là mình biết rằng là mình có được cái kinh nghiệm như thế nào. Chứ quý vị thấy rằng có nhiều người cứ tu mà cứ lên hỏi cái vị thầy mình để cho vị thầy mình kiểm chứng, mà kiểm chứng cho mình không được. Bây giờ đó, mình tu bao năm tháng nay, bây giờ mình kiểm lại, bây giờ mấy người mà người ta giữ giới được á, có an vui thật sự không? À, bây giờ mình ngồi mình nằm mình suy nghĩ đi, bây giờ mình rảnh nằm suy nghĩ nha. Bây giờ tôi từ ngày tôi biết tu đến giờ, trộm cắp hay là tà dâm hay là nói dối hay là sát sanh, tôi cũng không có làm gì ai á, à, tôi cũng không có làm gì ai hết á. Thành ra đó mình nghĩ rằng mình không có gì mà mình lo sợ, à, thì cái không lo sợ đó là nó an vui được quý vị. Cái an vui là cái chỗ đó, à, cái an vui là cái chỗ đó. Còn thí dụ như khi mà mình phạm giới đi, à, mình phạm giới thì để mà mình làm cho mình không có bị, à, không có bị, à, cũng như là cái sự hối tiếc, à, không có bị cái sự hối tiếc, thì bây giờ mình biết là mình phạm, à, cái giới nào nó mang nghiệp, à, thí dụ sát sanh trộm cắp tà dâm người kia nó mang nghiệp đó, thì chúng ta đành phải chịu thôi, tại vì giờ phạm rồi phải chịu rồi. Giờ chúng ta quyết, chúng ta nguyện lại từ đây cho đến tương lai, à, chúng tôi nguyện giữ giới không để phạm giới nữa, thì mình sẽ có phước lại thôi, à, mình có cái sự tác ý, à, dù có cái mệnh hệ đến với mình nữa mà mình cũng không có để cho mình vi phạm, thì lúc đó bắt đầu là mình trở là mình giữ giới thôi. Còn thí dụ như những cái điều mà thí dụ như là quý vị thọ bát quan trai mà lỡ quý vị đói quá, quý vị ăn rồi này kia, thì hỏi mình, hỏi lúc đó là mình phạm gì, phạm giới mà có mang nghiệp không? Không. Thì quý vị không ăn thì tốt, à, mình giữ gìn được cái điều học đó thì nó tốt. Còn mình ăn thôi, mình không có phước thôi, à, chứ đâu có gì đâu mà mang nghiệp. Đó, đúng thiệt chứ. Ở bên, nhiều chúng tôi nghe nhiều vị giảng sư đó, thật sự ra đó, thì ở bên quốc giáo đó, quý vị thấy đó, khi mà những ngày Tết này nè, người ta, con cháu người ta đó, hoặc là chồng, hoặc là vợ, cha mẹ gì đó, người ta vào chùa, người ta xuất gia gieo duyên. Xuất gia gieo duyên để làm chi? Để người ta được giữ giới, rồi người ta được hành thiền hay là được tụng kinh gì đó. Còn Việt Nam mình á là coi như là thôi, tôi ăn chay nha, tôi nghĩ nha, còn thôi đó, thôi mấy ngày này á, thôi, à, được nghỉ đâu này kia, thôi tôi tu nha, tôi cạo tóc nha, tôi nguyện tôi cạo tóc, nguyện xuống tóc nha, nguyện má tôi hết bệnh là tôi ăn chay nha, rồi, à, má tôi hết bệnh là tôi xuống tóc nha. Đó, thì bây giờ quý vị có để tóc thì cũng kệ quý vị, mà quý vị mà có cạo tóc thì cũng kệ quý vị, nó có đem lại cái chuyện gì cho ai không quý vị? Nó không đem lại chuyện gì cho ai đó. Còn giờ mà quý vị có ăn gì nó cũng đem lại gì cho ai hết. Mà quý vị ngon mà mình lấy đồ ăn của mình đem cho người ta đi, à, giờ nhà nào mà gần Tết này nè, không có gạo nấu đó, mình cho người ta đại 5-10 kg gạo đi, là cái chuyện đó nó mới quan trọng. À, cái chuyện đó là mình mới là có tu hay là mình. Còn cái chuyện mà bây giờ mà mình ăn chay hoặc là mình, à, mình cạo tóc, mình có để tóc cũng kệ mình. Quý vị thấy không, giờ cái ông nó không cạo tóc thì nó cũng liên quan tới mình, mà cái ông nó không để tóc nó cũng không liên quan tới mình. Nhưng mà cái mà mình lỡ mà mình té đó, hay là tối lửa tắt đèn gì mà mình mà có bị tai nạn cái gì đó mà người ta giúp mình á được á, thì cái chuyện đó mới gọi là có cái tâm từ, có cái tâm bi với nhau đó, thì cái chuyện đó mình mới gọi là tạo phước. Còn tự nhiên thôi nguyện má tôi hết bệnh tôi cạo tóc nha, tôi xuống tóc nha,
còn thôi nguyện tôi ăn chay đồ này kia, thì bây giờ muốn ăn cái gì kệ mình, mình muốn ăn cái gì kệ mình, nhưng mà cái phần ăn đó đó mà mình đem lại mình cho người ta đó, mình cho người ta nhằm cái mặt cái người đó mà mình hồi xưa giờ mình ghét nữa, mà giờ mình đem lại mình cho người ta nữa mình mới hay. Còn giờ mình ăn gì kệ mình chứ. Đó, thành ra đó khi mà mình tu tập á, mình quán xét, mình biết được, mình thấy rằng là niềm tin mình có, hoặc là trí tuệ mình có, mà cái hoài nghi của mình á, dần dần nó yếu bớt đi, nó tan bớt đi đó, thì chúng ta tu tập là nó đúng quý vị, nó đúng. Chứ mình khỏi cần đi đến mình hỏi ai, khỏi cần đi đến mình hỏi ai hết. Đó, vậy thì hoài nghi ở đây á, hoài nghi học giới là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là mình giờ mình giữ giới mà mình không biết có được an vui không? Nó thì trong cái trường hợp đó gọi là hoài nghi về học giới. Hoặc là bây giờ mình thấy rằng á, nói về ân Đức Phật, Đức Phật có những cái ân đức vậy, thí dụ như là Đức Phật có cái tâm từ, đại từ đại bi có không? Nó giờ không biết nói vậy có không? Sao tế độ toàn là vua chúa với quan quân đồ này kia không à, cái đó là rất là nguy hiểm. Cái đó Đức Phật không, chúng tôi nói thật sự ra đó, có nhiều người bị lầm tưởng cái chỗ này, lầm tưởng cái chỗ này. Người ta nói rằng Đức Phật á, ví dụ như tế độ cho ông vua, hoặc là tế độ cho ngài Cách Xá Bá Thời Lửa, để làm chi? Để tế độ một cái vị đó là coi như là mình tế độ luôn được 500 đệ tử của ngài Cách Xá Bá Thời Lửa. Cái điều đó không phải, không phải quý vị, không phải. Ngài chỉ có những người phàm phu ở trong thời nay nè, đó thì mới tế độ, coi cái người đó là chủ doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp hay là phó tổng giám đốc. Còn Đức Phật ngày xưa không phải là ngài nhắm vô ngài tế độ cho ông vua, đặng là độ một mình ông vua là hết nguyên một cái hoàng cung, nguyên một cái quốc độ đó, không phải vị. Tại vì lúc đó Đức vua có duyên lành, ông vua này không có duyên lành với Đức Phật, thành ra ngay lúc đó tế độ được. Hoặc là ông cấp cô độc lúc đó có duyên lành với Đức Phật, cũng như là cái căn cơ, cái nhân duyên đầy đủ rồi, chứ không phải là tế độ mình ông cấp cô độc là mình độ được luôn nguyên cái nhà ông. Cái điều đó nó không có, nó không phải. Vì Đức Phật ngài coi như là ngài trí của ngài, ngài sôi thấu đến địa ngục vô gián luôn, chứ đừng có nói mà tâm của mấy cái vị này đó. Thành ra chúng ta nên nhớ là do có cái hữu duyên thì chúng ta tu tập, lâu lâu chúng ta ngồi chúng ta phải soi mói lại những cái điều này, để làm chi? Để mình không có bị hoài nghi, mình không có hoài nghi về Đức Phật, ân đức của Đức Phật, hoặc là mình hoài nghi về giáo pháp. Cái điều này á, quý vị biết không, mình á, mình mà không nghe chánh pháp thường xuyên á, không nghe Phật pháp thường xuyên á, mà mình gần với ngoại đạo nữa, rất là nguy hiểm. Nhiều khi quý vị nói không biết, nói về giáo pháp Đức Phật để lại, bây giờ tôi không biết có chứng không, chứng đắc gì được không, rồi mình sanh lên hoài nghi, nói ra nếu chứng đắc được sao thời nay không ai chứng đắc đó. Thì mình nghe pháp mà mình không suy tư, không có thẩm thấu vô á, thì chúng ta sẽ dễ bị rơi vào những cái sự hoài nghi này, rất là dễ bị. Chúng ta phải nè, tại vì mình không nỗ lực tu tập thôi, chứ những cái đề mục thiền định hoặc là những cái công thức thiền quán đều có hết, nhưng mà mình tu có 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ mình ngủ mất tiêu rồi. Hoặc là hôm nay mình khỏe trong người, mình tu tập nó xuyên suốt mấy tháng trời, mấy năm trời, rồi trải qua 3-4 năm sau là mình là coi như là mình dễ vui rồi, mình coi phim này kia đó vân vân, thì chứ không phải là chúng ta nỗ lực suốt một cái thời mà chúng ta còn trẻ hoặc là trung niên gì đó đó. Chứ công thức thiền quán vẫn còn ở đó, rồi những cái đề mục thiền định vẫn còn đó, nhưng mà tại vì cái sự nỗ lực của mình nó yếu, nó yếu. Quý vị, thật sự ra bây giờ mà mình ngồi á,
Bây giờ mình ngồi mình niệm về ân đức Phật thôi. Mình niệm về ân đức Phật mà mình xuyên suốt thôi. Mình xuyên suốt coi nó có được an vui không? Có sao không có quý vị? À, một mình thui thủi ngồi niệm về ân đức Phật. Rồi đến giờ làm công việc, đi làm công việc. Rồi sống, mình sống an trú ở trong thiện pháp. Có nghĩa là mình đi ở trong cái hành xứ của mình. Có thì nó sẽ an vui chứ. À, nó có phước đời này đời sau chứ. Làm gì mà không có được. Đó. Còn nếu mà mình giờ mình không tu, chừng nào mình đi ra ngoài mà mình xôi mối chuyện người này người kia, mình gây gỗ, mình cãi nhau thì nó sẽ đau khổ ngay trong hiện tại liền. À, đau khổ ngay trong hiện tại liền. Đó thì chúng ta ngồi, chúng ta suy tư lại những cái điều này. À, suy tư lại những cái điều này để chi vì để chúng ta phá nghi. Đó thì cái chủ yếu mà ngay chỗ cái chi pháp hoài nghi này mà chúng tôi muốn nói nhiều cho quý vị nghe đó, là cái mục đích của chúng tôi nói rằng là đạo Phật của chúng ta khi mà chúng ta tu tập đúng thì niềm tin sẽ tăng trưởng, trí tuệ sẽ tăng trưởng, hoài nghi nó sẽ bị tổn giảm từ từ, nó giảm thiểu từ từ. Đó, còn những cái đường lối tu tập ngoài cái lời dạy của Đức Phật rồi, quý vị mà hành theo là chết, là coi như là lâu ngày hoài nghi nó khởi lên liền. Đó, quý vị thấy không? À, là coi như là cũng như ở trong cái người Việt Nam của chúng ta. À, hồi bữa thì đưa ông Táo đi nè. Đó, bữa nay thì đưa ông bà. À, đưa ông bà đi ha. Bữa nay là coi như là không có đốt nhang ở trong nhà gì nữa hết đó. Rồi không có đốt nhang ông Táo gì hết. Tại ông Táo ông bà đưa đi hết rồi. À, đưa đi hết rồi. Mà đi ra ngoài dãy mã thanh minh cái gì cũng làm cái gì ngoài mồ mã nó thanh minh đồ này kia. Đó. Thì rồi xong rồi mấy mốt đến 30 rước về. À, 30 rước về được nữa. Đó, mình cũng rảnh lắm. Ngày mai mốt mình không biết mình chết rồi đến ai rước nữa. Đó. Thành ra đó, quý vị thấy không? Chúng tôi nói là mình đi ngoài cái lời Đức Phật dạy á, là coi như là hoài nghi nó sanh lên liền. Không biết rồi giờ đó, hồi xưa giờ ông bà cha mẹ mình có cái tập tục đưa ông Táo đi, rồi bây giờ đưa ông bà đồ đi mà giờ vô nghe ông Thư không giảng ông Táo ông bà nằm đâu đó, rồi giờ mình không biết rồi sao đó, hoài nghi sanh lên liền. Quý vị không biết ông Thư đó, ông nói đúng là ông bà mình hồi xưa giờ tập tục nó đúng quý vị. Đó, thành ra nó chúng tôi mới nói rằng là quý vị mà đi ngoài cái lời Đức Phật dạy thôi, mà coi như là sẽ phiền não sẽ phát sanh lên, hoài nghi rồi đủ cái chuyện hết. Quý vị thấy, quý vị coi ở trên mạng những ngày qua, nhất là cái ngày 23 đó, đó người ta thả cá chép đưa ông Táo, người thả, còn nhóm kia thì ngồi chích điện, bên đây thả cái bên đây chích điện, nó hốt lên trên cái chiếc ghe, cái đứng chữ người ta bất lực, giờ làm gì được. Mình Nam mô Bụt Thá, dạ sư rất nét rồi sư khá ơi, dạ cảm ơn rạng đồng, dạ đạo tràng hoan hỷ, chờ trong chốc lát coi sư có trở lại không, dạ đường nét ở chuông Bù Đức nó rất đùng đùng, dạ lúc nãy sư không vào internet được mà sư gọi Viber cho Nhật Minh cũng không được luôn, mãi một lúc sư mới gọi được luôn, vừa nhá lên là nó tắt, vừa nhá lên là nó tắt. Nha. Rồi Nhật Quỳnh xin sư nè, vô những cái máy mà giống như xe phone đi, đang cho có giảm được không? Nha, chưa làm đủ cách. Nha, kính mong đạo tràng hoan hỷ. Rồi bây giờ chắc là không vào nữa rồi. Dạ mà con thấy cũng đã hết giờ rồi. Dạ thôi, về đạo tràng mình học tới đây thôi ha. Dạ, cô nghe pháp cũng
rất mít nữa rồi. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tính rất là nhiều. Sư đã cố gắng để cho chúng con được học pháp nhưng mà lực bất tòng tâm rồi. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi phúc chúc cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ, con kính nhân Bích Trinh sư ạ. Bhavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabbuddha anupavena sarasati pamantu te. Bhavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabbadhamma anupavena sarasati pamantu te. Bhavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabbasankha anupavena sarasati pamantu te. Tất cả phương quang hoàn cỏ đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng ca sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin do quả của tâm tín hành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xa thu lành thai, phước lành con đã. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều. Chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Viên thuộc tranh khỏi nặng tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bụt Tha. Dạ, chúng kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh cùng chư trung đức đã quan tâm vào đạo tràng, chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư trung đức. Dạ, Nam mô Bụt Tha. Dạ, chúng con cũng thành kính dâng quả phước mà chúng con học chia diệu pháp ngày hôm nay đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama trọn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính nhân quả phước này